Tử vi chủ nhật ngày 27 tháng 2 năm 2022 tức ngày 27 tháng 1 năm 2022 âm lịch ngày Tân Hợi tháng Nhâm Dần năm Nhâm Dần. Xung ngày Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Ất Hợi xung tháng, canh thân, bính thân, bính dần. 1. Tuổi Tý ngày 27 tháng 2 năm 2022 tam hội xuất hiện mang đến cho người tuổi Tý cơ hội gặp được quý nhân, đi đâu làm gì cũng được nâng đỡ. Dù có gặp chuyện khó khăn bất chắc ngoài dự kiến cũng có thể vượt qua một cách dễ dàng. Những chú chuột được nhiều người yêu mến và sẵn sàng đưa tay giúp đỡ khi bạn cần. Thời điểm này, bản mệnh có thể tha hồ phát huy năng lực của mình, nên nhân cơ hội lựa chọn cho mình hướng đi phù hợp để phát triển sự nghiệp trong tương lai. Bạn có thể có được những thứ mình muốn, nhưng trước hết bạn cần phải cố gắng trong hiện tại để công việc được suôn sẻ tiền bạc trong ngày được thực thần che trở nên bạn không phải lo lâm vào cảnh túng thiếu. Xong cũng chớ nên ỷ thế mà chi tiêu hoang phí, mua sắm những thứ không thực sự cần thiết kẻo tiền có như núi cũng chẳng thể giữ dài lâu được. Giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cắt tường, xanh dương. Đen quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. 2 tuổi sửu ngày 27 tháng 2 năm 2022 thiên ấn xuất hiện là các thần che chở cho vận trình công danh ngày chủ nhật này của người tuổi sửu. Được các thần này chỉ lối dẫn đường nên dù công việc đang chìm trong đống rối ren thì những chú châu vẫn có thể dễ dàng hóa giải khúc mắc và tìm được cách giải quyết ổn thỏa. Bản mệnh thoải mái hoàn thành mọi nhiệm vụ đúng thời hạn, cũng có nhiều ý tưởng mới này sinh phù hợp với định hướng phát triển công việc trong tương lai nhờ đó con đường công danh của bản mệnh đang rộng mở vô cùng mọi việc thuận buồm xuôi gió càng những thời điểm như vậy bạn càng thêm kiên trì theo đuổi lý tưởng mình đã chọn thì thổ xung khắc có thể là nguyên nhân gây ra những mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa bạn và người ấy đôi bên ai cũng có lý lẽ của riêng mình chẳng ai chịu nhường ai chỉ khăng khăng giữ quan điểm của mình dù điều đó có thể làm tổn thương đối phương giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cắt tường, cà phê, vàng quý nhân phù trợ, tỵ, dậu, tí. 3. Tuổi dần ngày 27 tháng 2 năm 2022 lục hợp che chở cho vận trình của người tuổi dần để bạn có thể thoải mái làm những điều mình muốn. Công việc ở thời điểm này tiến triển khá thuận lợi. Không có gì đáng lo ngại. Bạn có thể mạnh dạn theo đuổi các dự định bản thân đã ấp ủ từ lâu để tìm kiếm cơ hội mới. Chính tài còn mang theo cơ hội liên quan đến tiền bạc cho người tuổi này. Điềm báo tử vi cho thấy những chú hổ có được những vận may khá lớn về tiền bạc trong ngày, nếu biết tận dụng thì không cần phải quá lo lắng chuyện chi tiêu trong những ngày tới. Ngũ hành tương sinh còn đảm bảo cho mệnh chủ một ngày vượng đào hoa, tình cảm tốt đẹp. Người độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp với mình, mối quan hệ phát triển nhanh chóng. Không khí ngọt ngào. Lãng mạn giữa hai bạn khiến người xung quanh rất ngưỡng mộ. Giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cắt tường, xanh lá, xanh lam quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, tuất. 4. Tuổi Mão ngày 27 tháng 2 năm 2022 bói tử vi trực tuyến cho biết hợi Mão bán hợp báo hiệu hôm nay là một ngày tràn ngập những may mắn, cát khí lan tràn với người tuổi Mão. Con giáp này được quý nhân nâng đỡ nhiều trên chặng đường công danh, được trao cho nhiều cơ hội để thể hiện năng lực cá nhân của mình một cách xuất sắc nhất có thể. Thiên tài còn xuất hiện trong vận trình tài lộc của con giáp này đảm bảo cho bản mệnh một nguồn thu nhập ổn định. Người kinh doanh được các thần trợ giúp nên buôn bán phát tài. Có nhiều khách hàng tự tìm đến, chất lượng sản phẩm được công nhận và đánh giá cao trên thị trường, mở ra những bước tiến mới cho tuổi mão ngũ hành thủy sinh mộc cho thấy chẳng những công việc, tiền tài hanh thông mà chuyện tình cảm của những chú mèo cũng rất suôn sẻ. Bạn luôn trân trọng hạnh phúc mình đang có trong tay và sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ tổ ấm của mình cũng như che chở cho những người thân yêu. Giờ tốt, 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cắt tường, đen. Trắng quý nhân phù trợ, hợi, mùi, tuất. Nam Tuổi thìn ngày 27 tháng 2 năm 2022 người tuổi thìn được trình ấn soi bóng nên gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Bản mệnh được cấp trên ủng hộ nhiệt tình và tạo điều kiện để bạn có thể thoải mái triển khai kế hoạch với những ý tưởng độc đáo và mới lạ của mình mà không vấp phải sự phản đối hay vướng mắc nào. Lúc này, không điều gì có thể cản trở bước tiến của những chú rồng bạn tự tin thể hiện bản thân giành lấy những cơ hội phát triển mà không trần trừ thêm phút giây nào nữa bởi con giáp này hiểu rằng càng do dự bản thân sẽ càng dễ đánh mất lợi thế tuy nhiên ngũ hành xung khắc lại gây không ít cản trở cho chuyện tình cảm của người tuổi này người độc thân mải mê kiếm tiền mà quên mất phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình dù không ít lần bị thúc giục bởi gia đình nhưng con giáp này vẫn bỏ ngoài tai bởi theo bạn thì chẳng ai có thể sống thay cho mình cuộc đời này. Giờ tốt, 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cắt tường, vàng, nâu quý nhân phù trợ, dậu, tí, thân. Ố, tuổi tỵ ngày 27 tháng 2 năm 2022 hợi tỵ tương xung nhuốm màu ảm đạm lên vận trình của người tuổi tỵ. Chuyện tình cảm không như ý khiến cho con giáp này mệt mỏi và chán nản rất nhiều dù đã cố gắng rất nhiều để hóa giải mâu thuẫn hàn gắn dạn nứt nhưng nỗ lực từ một phía chẳng thể nào có hiệu quả bạn ngày càng không hiểu được suy nghĩ của người ấy dù hơi tổn thương nhưng người độc thân buộc phải chấp nhận rằng càng vội vàng lại càng khó tìm được tình duyên của đời mình bản mệnh có phần mệt mỏi khi đi đâu cũng bị hỏi han về chuyện lập gia đình cảm giác căng thẳng càng ngày càng tăng lên rất dễ khiến bạn chìm trong stress không cách nào giải tỏa trái ngược với những rối ren trong chuyện tình cảm đường công danh của những chú rắn lại có phần khởi sắc hơn nhờ được chính quan độ mệnh ngày nay bạn đưa ra được những quyết định sáng suốt giành được sự tin tưởng của đồng nghiệp người này nếu nắm vai trò quản lý trưởng nhóm lãnh đạo thì sẽ dẫn dắt cấp dưới đi đúng đường hướng và tạo ra những giá trị tốt cho đoàn thể giờ tốt một giờ đến 3 giờ màu sắc cắt tường, đỏ cam quý nhân phù trợ, xử, dậu, thân. 7, tuổi ngọ ngày 27 tháng 2 năm 2022 thiên quan giáng mệnh nhắc nhở người tuổi ngọ chớ nên hoanh hoang, khoe mẽ trong ngày hôm nay nếu không muốn đắc tội với kẻ tiểu nhân. Nên nhớ rằng khiêm tốn mới là cách hành xử của người khôn ngoan, nếu không thể tiết chế được khuyết điểm này thì bạn sẽ tự gây thêm rắc rối cho bản thân mà thôi cũng trong ngày này những chú ngựa phải thận trọng cả trong các quyết định tài chính có thể kẻ tiểu nhân sẽ dùng lời ngon lẽ ngọt để thuyết phục bản mệnh đầu tư mù quáng bản mệnh nếu thấy lợi mà ham là sẽ dễ dàng sập bẫy của kẻ xảo quyệt đừng bao giờ nghĩ rằng có ai sẽ cho mình được hưởng lợi lộc một cách dễ dàng đến thế ngũ hành xung khắc còn khiến mối quan hệ tình cảm của con giáp này gặp phải không ít vấn đề rối ren dù sau cùng mọi thứ đều được giải quyết êm đẹp nhưng ít nhiều vẫn để lại tổn thương trong lòng nhau. Có lẽ hai bạn nên tìm cơ hội trò chuyện thẳng thắn để hóa giải mọi khúc mắc. Giờ tốt, 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cắt tường, hồng, tìm quý nhân phù trợ, tuất, dần, mùi. 8 tuổi mùi ngày 27 tháng 2 năm 2022 dưới sự che chở của tam hợp người tuổi mùi đón một ngày mới với vận trình tươi sáng hơn nhiều. Tiền bạc dồi dào nhờ chuyện hợp tác làm ăn thuận lợi, bản mệnh cũng gặp nhiều may mắn nên càng dễ dàng hốt tiền hốt bạc làm đâu thắng đó. Tuy nhiên đừng quá mải mê kiếm tiền mà quên chăm lo cho hạnh phúc của mình bạn nhé thiên ấn còn đảm bảo mọi khó khăn trong ngày đều sẽ được bản mệnh giải quyết ổn thỏa càng đương đầu sóng gió bạn lại càng thể hiện rõ bản lĩnh của mình gạt bỏ mọi trở ngại để vững bước trên con đường tiến tới thành công nhờ vậy con giáp này có thể đón nhận thêm nhiều cơ hội mới thủy thổ xung khắc báo hiệu những chú dê có thể đối mặt với những mối bất hòa trong quan hệ tình cảm gia đình bản mệnh luôn cố gắng để hàn gắn lại những vết dạn nứt trong gia đình. Nhưng cũng có khi cái tôi quá lớn khiến cho con giáp này muốn buông xuôi, mặc kệ mọi chuyện muốn ra sao thì ra. Giờ tốt, 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cắt tường, trắng, vàng quý nhân phù trợ, ngọ, mão, hợi. 9. Tuổi thân ngày 27 tháng 2 năm 2022 hợi thân tương hại cảnh báo người tuổi thân nên cẩn thận từng lời ăn tiếng nói của mình để đề phòng họa thị phi. Dù không có ý xấu nhưng những lời bạn vô tình nói ra khi lọt vào tai kẻ tiểu nhân lại trở thành những điều xấu xa. Từ đó, kẻ tiểu nhân sẽ đơm đặt thêm mắm thêm muối để gây bất lợi cho bạn. Kiếp tài xuất hiện, đường tài lộc của những chú khỉ đang gặp khá nhiều bấp bênh. Bản mệnh cần thận trọng trong những quyết định liên quan đến tiền bạc. Bởi rất có thể bạn đang đi sai hướng và đánh mất tiền của trong tay mình một cách mù quáng. Kim Sinh Thủy bù lại cho con giáp này một vận trình tình duyên tươi sáng. Bản mệnh nếu còn độc thân thì chủ nhật này chính là cơ hội để bạn tìm thấy một nửa cho mình. Hãy mạnh dạn tham gia các buổi hò hẹn với bạn bè, biết đâu bạn sẽ gặp định mệnh đời mình ở đó. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cắt tường, bạc ánh kim quý nhân phù trợ, thìn, tí, tỵ. 10. Tuổi dậu ngày 27 tháng 2 năm 2022 tử vi 12 con giáp ngày hôm nay, tỷ kiên chiếu mệnh, người tuổi dậu thêm phần quyết đoán và mạnh dạn để theo đuổi lý tưởng của bản thân. Đường công danh sự nghiệp nhờ vậy mà đạt được nhiều bước tiến mới có năng lực, có ý tưởng độc đáo, này được các thần cho thêm lòng dũng cảm, lòng tin vào những việc mình đang làm. Con giáp này sẽ dễ dàng đạt được thành công đúng như mong muốn. Ngũ hành tương sinh cho thấy những chú gà đón đường tình nở rộ, đào hoa phơi phới. Bản mệnh nếu còn độc thân sẽ dễ lọt vào mắt xanh của người khác phái, nhờ thế chẳng mấy mà thoát khỏi kiếp độc thân, nắm giữ hạnh phúc thuộc về riêng mình. Trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng đông bắc phía ngoài phòng bếp, bếp lò và giường ngủ. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cắt tường, trắng, xám quý nhân phù trợ, tị, sửu, thì. 11 Tuổi tất ngày 27 tháng 2 năm 2022 chính ấn tương trợ, người tuổi tất có điểm báo thăng quan tiến chức trong ngày hôm nay. Công việc hiện tại của bản mệnh không có nhiều khó khăn, trở ngại. Con giáp này dễ dàng hoàn thành việc được sao. Bạn có thể sẽ được cấp trên giao phó cho một vài nhiệm vụ quan trọng. Lúc này, bạn nên năng động và linh hoạt hơn. Đổi mới cách suy nghĩ để có những phương án thực hiện thực sự mới mẻ và sáng tạo có như vậy mới xây dựng được lòng tin nơi cấp trên rất có lợi cho đường tiến thân của bạn thủy khắc thổ bạn cần thận trọng hơn trong cách xử lý chuyện tình cảm của mình dù bạn và người ấy ở bên nhau đã lâu nhưng như thế không có nghĩa là bạn có thể bỏ qua hết những suy nghĩ của đối phương sự vô tâm của bạn có thể khiến cho người ấy tổn thương đừng nghĩ rằng người ấy không nói là sẽ chẳng bao giờ trách móc gì mình giờ tốt, 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cắt tường, nâu, cà phê quý nhân phù trợ. Ngọ, Mão, Dần. 12. Tuổi hợi ngày 27 tháng 2 năm 2022 cục diện hợi hợi tự hình không phải điểm báo tốt lành với người tuổi hợi. Khá nhiều áp lực đè nặng lên vai con giáp này nhưng bạn lại không biết chia sẻ cùng ai để vơi bớt mọi thứ như đang chống lại bản mệnh khiến bạn nhiều khi chỉ muốn buông xuôi tất cả cho nhẹ người thương quan cho thấy bản mệnh đang gặp phải vấn đề trong công việc của mình và chưa tìm được cách giải quyết sao cho ổn thỏa đặc biệt là những mâu thuẫn với đồng nghiệp hai bên đều có những ý kiến và quan điểm riêng biệt để dung hòa với nhau thì cần thêm thời gian cũng như hạ thấp cái tôi của cả hai thủy khí vượng còn cảnh báo về những vấn đề sức khỏe của con giáp này bản mệnh cần chú ý ăn uống cẩn thận, sinh hoạt điều độ. Cần bằng công việc và thời gian nghỉ ngơi để đảm bảo cơ thể luôn mạnh khỏe. Giờ tốt, 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cắt tường, trắng, đen quý nhân phù trợ, mùi, mão, dần.